dụng là cái định lượng luco cho nước tương và tiền luco cho nước tiểu ha. Và bây giờ năm thí nghiệm thì trong đó có một thí nghiệm kiến lập là thí nghiệm một phản ứng Coulis. Các anh chị sẽ học trên cái bộ này, thì trên cái bộ này sẽ học cái gì? Thì thứ nhất là phải biết thí nghiệm nó là dùng để nhận biết luxit, thì để nhận biết luxit nó phải có màu đúng không? Như vậy đây có mình là màu gì? Trời ơi, đúng rồi, màu tím. Như vậy thì nhận định là ở đây màu tím có hai giọt pha là dày nhất, đậm nhất, dày nhất. Rồi kế là ống 1 và ống 4 thì ống 4 là mỏng nhất ha. Rồi nhận định như thế này. Rồi cuối buổi là anh chị sẽ giải thích là độ dày mỏng là sao, ống 2, ống 3 dày, ống 1, ống 1 và ống 4 mỏng. Nhận định như được rồi ha. Như vậy ở đây khi mình cầm ống nghiệm lên mình thấy màu tím thì mình biết đây là phân Coulis dương tính, được chưa? Còn nếu không màu tím là phân Coulis âm tính. Rồi đây là cách chị sẽ đọc ha, đọc vậy thôi, đó kiến tập chỉ xem vậy thôi. Rồi thí nghiệm hai phản ứng Coulis, phản ứng Coulis chị sẽ làm cái ống nghiệm lớn nha, ống nghiệm lớn. Rồi mình sẽ dùng chai nước rửa Coulis là chai này. Như vậy ở đây phản ứng là chứng minh được tính thử, thì đầu tiên anh chị sẽ cho thuốc thử Coulis vào mỗi ống gì là 1 ml. Chưa? Như vậy sẽ có 5 ống nghiệm, mình ghi từ 1 tới 5. Rồi tiếp theo là dung dịch luxit là những chai nhà hồ trung bộ nè ha. Luco luco là những chai này, các anh chị sẽ cho mỗi ống là 0,5 ml. Như vậy lưu ý sau khi hút trong, hút xong một chai luxit, nghĩa là ví dụ hút xong chai luco phải rửa phải cho kỹ rồi mới cắm sang chai luco, tương tự với chai luco và chai saccharo hồ trung bộ nhớ rửa ha. Rồi mình sẽ đun ở nồi đun cách thủy là 100 độ C trong 3 phút. Thì phòng thí nghiệm của mình nó có hai nồi đun, một cái nồi 37, một cái nồi 100, người ta nó đi nhãn bên ngoài. Thì anh chị lưu ý, mà anh chị em đang bật nồi đun, như vậy cái đun nồi đun thì nó phít là 95 độ chứ không tới 100, nhưng mà thực tế phản ứng của mình khoảng 80 độ nó xảy ra rồi. Cho nên anh chị thấy khi mà cái nhiệt độ bên ngoài nó tăng dần nó sẽ 80, thì anh chị cứ mở nắp ra, anh chị sẽ để vào cho nó cái giá, anh chị cứ để vào từng nắp anh chị đun. Thì nhóm nào vào đun thì nhóm nó tự canh giờ ha. Như vậy cái nồi đun cách thủy mở ra liên tục cũng không sao, lý do là cái nước trong đó là nước sâu thì nó giữ nhiệt độ giống như bên ngoài, không ảnh hưởng tất cả các anh chị. Như vậy thí nghiệm này đọc cái gì, đọc mức độ của, như vậy chứng minh được cái tính thủy là bắt buộc đường sẽ có thủa đúng không? Như vậy ống 1, ống 2, ống 3 sẽ thủa, ống 4, ống 5 sẽ không thủa, là làm đúng kỹ thuật. Ai mà làm cái nào muốn làm muốn làm nha. Rồi tiếp theo là phản ứng vào polysaccharide, thì thí nghiệm này đơn giản. Thì đây là miếng khoai tây đã luộc chín, anh chị sẽ nhận một miếng, mình nhỏ luôn gom lên, luôn gom là chai này ha, nhỏ lên luôn gom lên miếng khoai tây và quan sát màu. Rồi đối tượng thứ hai là ở trong ống nghiệm, anh chị sẽ cho một tinh bột 100 ml ống nghiệm, rồi cũng nhỏ luôn gom lên quan sát màu xong ha. Rồi định lượng luôn gom trong huyết tương, thì thí nghiệm này có hai giai đoạn phản ứng. Giai đoạn một là loại vừa tinh bột huyết tương, đây ống nghiệm này là ống nghiệm đã cho huyết tương, cho nên nước cấp, cho nào khác, cho kẽm sinh pháp là giai đoạn 1. Thì liên tâm xong thì phần rồi nên nó sẽ dính chặt cái ống nghiệm nè. Phần nước trong bên trên là các phần các anh chị sẽ đem định lượng, thì phần nước trong này người ta đã ập ở đây rồi, như vậy người ta đã chiết sẵn các anh chị rồi. Như vậy anh chị sẽ làm giai đoạn 2, đó là phấn tạo màu. Như vậy phấn tạo màu bắt buộc có mấy ống, ba ống không chị? Ống trắng, ống trắng ống thử không? Đúng rồi, ống trắng ống thử. Thì như vậy nè, nước trong này là anh chị cho vào ống thử nha. Rồi ống chuẩn thì anh chị sẽ hút luôn cô chuẩn ở trên này nè. Cô chuẩn là chuẩn, ống trắng là cho cấp. Rồi tiếp theo là đồng sulfat Nb là trên này nè, cho vào mỗi ống 0,5 ml. Rồi đậy gọn không thấm, gọn không thấm một hồi sẽ bỏ những cái bút này, gọn không thấm là những cái gọn này nè, nó hơi nào sắp sáp nha. Anh chị đậy gọn lại, sau đó anh chị sẽ đun sôi cách thủy là 20 phút. Rồi luôn 20 phút xong mình sẽ làm lạnh, mình hút nước ép lên mình làm lạnh, rồi mình làm nguội á. Rồi làm nguội xong thì mình sẽ cho acinamide cấp ở đây nè, mỗi ốc là 0,5 ml. Rồi cuối cùng nước cấp là 10 ml. Rồi cho nước cấp vào 10 ml thì mình làm đúng có thể ra như thế này là đúng. Nghĩa là sao? Ống trắng, ống chuẩn, ống thử. Thì chuẩn và thử nó phải làm màu xanh đồng nhất, ống trắng làm màu không thử ha. Anh chị nào mà làm xong mà ba ống trắng màu này thì là sai nha. Rồi đến đây thì mình sẽ cầm ba ống này mình đi đo quen, thì anh chị đo quen tại bên phòng máy, phòng máy là phòng cuối giải kế thì phòng của môn của phòng máy, anh chị sẽ qua bên anh chị đo quen, thì bên đó sẽ có máy đo quen em sẽ hướng dẫn anh chị đo cụ thể. Rồi khi đo quen như vậy mình sẽ đo ống trắng nè, rồi tới ống chuẩn, rồi tới ống thử, thì mọi
mở một ống như vậy, sau khi mình đưa vào mình đo thì máy nó sẽ phản ánh cho mình một con số, và anh chị ghi con số đó anh chị sẽ tính ra ha. Thì tới lúc mà mình tính ra xe thử bằng bao nhiêu đó thì mới đến đây là kết thúc định lượng nha. Rồi thí nghiệm cuối cùng là tìm gluco trong nước tiểu được cung cấp bao nhiêu lít. Thì ở đây cái nước tiểu tìm đường nè để phòng thí nghiệm, cái nước tiểu này chắc nó khoảng 1 cộng thôi là xanh lá nha. Thì ở đây anh chị sẽ đọc thêm 3 mức độ nữa, đó là vàng sẫm là 2 cộng, 3 cộng là đỏ gạch, 4 cộng là màu không. Thì anh chị chỉ tham khảo thêm bộ này thôi, nhưng mà bên cạnh đó phải làm thí nghiệm để tự đọc nha. Rồi như vậy là 5 thí nghiệm. Bây giờ anh chị sẽ làm thí nghiệm này trước, lý do là mình định lượng nhất, lý do là anh chị luôn 20 phút, và trong 20 phút này thì anh cũng làm những thí nghiệm còn lại và bổ sung cái thí nghiệm 5 là tìm nguy cơ trong nước tiểu, anh chị luôn sau cách thủy 3 phút thí nghiệm trong giới trẻ không có nha. Thí nghiệm này cô thí nghiệm năm thí nghiệm 4 là cho người trẻ sinh pháp. Dạ anh nói lớn, cái thí nghiệm 4 là cho dung dịch kẽm sinh pháp 10% trong nước. Đây làm rồi cái này là làm rồi rồi chiếc cái đây luôn rồi, nghĩa là anh chỉ làm giai đoạn 2 là phấn tạo màu là ống nghiệm lớn, hay là anh muốn làm từ đầu? Không phải, em hỏi ý là sao cho cái dung dịch đó vô có tác dụng gì? Thầy hỏi không? Nhớ là thầy giải thể hỏi con này chứ. Anh chị học bằng robotic chưa? Hả nè, lại bỏ robotic ra. Tại sao phải loại bỏ robotic? Học bằng robotic chưa? Chị cũng học chuyển hóa robotic. Không thảo dạy chưa? Chị học cái gì rồi? Mình học lý thuyết rồi, bằng thực tập là mình làm những phần chứng minh phần lý thuyết đã học. Rồi bây giờ không có trả lời mà hướng dẫn cho anh cái đường đi. Anh đã học bài rồi, học rồi. Thôi ngại quậy. Học rồi. Chị nói chưa là chị xem lại nha. Rồi bây giờ anh chị đã học bài rồi tiếp rồi. Thì bản chất viết tư là gì? Đúng rồi, nước đi. Rồi bây giờ chỗ tính chất của rotit, rotit bị tác dụng, rotit điều kiện rotit bị tủa, những cái nguyên nhân mà gây cho rotit tủa là những nguyên nhân nào? Anh chị phải liệt kê những nguyên nhân đó, thì một trong những nguyên nhân đó là nó có trong thành phẩm thử này là nó gây tủa, là dựa vào tính chất đó là nó làm tủa được, đúng không? Rồi từ đó anh chị suy luận ra tại sao phải loại bỏ rotit, được chưa? Rồi bây giờ cái ống này là ống anh chị để lại cái sử dụng. Để đây nha.